Vâng, Hồ Sen xin chào các cô chú, anh chị, quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh của Hồ Sen. Hôm nay Hồ Sen đi là núi rừng Tây Bắc. Hôm nay vô tình Hồ Sen hiện ra một cái loại cây này rất là nhiều. Các cô chú anh chị cũng đã biết cái cây này nhưng mà ít ai biết cái tác dụng của cái cây này. Hôm nay Hồ Sen sẽ giới thiệu cho các cô chú anh chị đây là cái cây. Vâng, trước mắt các cô chú anh chị thì đây là những cái hình ảnh mà Hồ Sen đi Tây Bắc. Thì Hồ Sen sẽ ghi hình lại để chia sẻ lên đây để các cô chú anh chị xem để và còn nhìn ngắm những cái hình ảnh núi rừng của Tây Bắc của chúng ta. Và cái đoạn đường này đi rất là xa, cách nhà của Hồ Sen tầm khoảng là 200 km gì đấy, cỡ khoảng đấy. Thì Hồ Sen đi tới đâu thì Hồ Sen sẽ quay và chia sẻ cái những hình ảnh lên đây. Mong rằng các cô chú anh chị sẽ ủng hộ và đóng góp ý kiến và chia sẻ cái video này cho Hồ Sen. Như các cô chú anh chị nếu có đi Tây Bắc trong cái thời điểm này thì cái thời tiết này đương giao mùa thì các cô chú anh chị cũng biết rất là nhiều mây và sương mù cũng như là mây mù trên đoạn đường đi, thì các cô chú anh chị nên thận trọng, đi thật chậm và đi số nhỏ thôi, để chi để bảo đảm an toàn cho trên đường đi của anh chị em như các cô chú anh chị. Thì trước mắt của cô chú anh chị cũng nhìn thấy đấy, sương mù rất là nhiều và dày đặc. Khi mình đi ngang qua những đoạn đèo này mình đi thật chậm và đi số nhỏ. Và nên nhớ là các cô chú anh chị lưu ý là mình nên mở đèn pha màu vàng lên và mình chạy chậm, chạy đúng đường, đúng tiếng thì cái đảm bảo an toàn nó tốt hơn. Đây thì Hồ Sen cũng không kinh nghiệm gì, cũng nhờ mấy anh em đi Tây Bắc nhiều và anh em đã chia sẻ thì Hồ Sen cũng muốn chia sẻ lên đây để cho các cô chú anh chị như anh chị em nào và các bạn nào muốn đi Tây Bắc hiện bây giờ thì thời tiết của Trung Du chúng ta thì nó cũng ổn định, nhưng mà thời tiết đi lên núi rừng Tây Bắc thì cô chú anh chị cũng hiểu đấy, biết đấy, hiện giờ không khí nó lạnh thì sương mù và mây mù nó nhiều, cho nên Hồ Sen cũng đi, vừa đi đến đâu thì Hồ Sen quay đến đấy. Thì mong vừa được chia sẻ cái video này và cũng mong giúp ích một phần nào để cho các cô chú anh chị có cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm khi mình đi Tây Bắc nha các cô chú anh chị. Thì trên đoạn đường đi Tây Bắc thì Hồ Sen quay lại đấy và Hồ Sen sẽ lên trên Tây Bắc và lên chỗ nhà ông anh tên là Thọ, thì lên tới đấy thì nhờ ông anh dắt Hồ Sen đi vào rừng cũng như là sẽ tìm kiếm những loài cây cỏ thảo dược quý và có giá trị cho tinh thần về sức khỏe và lợi ích cho cộng đồng. Thì và lên trên đấy thì Hồ Sen cũng muốn nhờ đấy dắt cho Hồ Sen đi bắt và chinh phục những tổ ong rừng để mang về chia sẻ những công dụng và tác dụng cái sức khỏe từ mật ong rừng tự nhiên nha các cô chú anh chị. Nói đây thì nói lắp mà nói ngọng luôn đấy, các cô chú anh chị cũng thấy Hồ Sen săn mây để chia sẻ những hình ảnh đẹp. Đây là những hình ảnh đồi núi và rừng của Tây Bắc. Thì mong các cô chú anh chị sẽ đóng góp ý kiến bên dưới của cái video này. Các cô chú anh chị có ý kiến nào như đóng góp từ cây cỏ lá rừng và thiên nhiên và cái tác dụng được cây nào tốt và có công dụng nào thì các cô chú anh chị chia sẻ lên đây để Hồ Sen còn chia sẻ đến mọi người khác. Mong rằng các cô chú anh chị sẽ đóng góp ý kiến bên dưới cái video này và Hồ Sen sẽ chia sẻ lên để mọi người được biết. Và những cái hình ảnh như Hồ Sen đi chinh phục và đi săn bắt hái lượm và có phát hiện được cây cỏ nào thì Hồ Sen sẽ ghi hình lên. Mong rằng được cô chú anh chị đóng góp ý kiến và đừng quên đăng ký kênh và để nhấn chuông theo dõi cái video mới nhất từ kênh Hồ Sen. Và bây giờ mời cô chú anh chị cùng theo dõi. Đây là khâu chuẩn bị nha cả nhà. Đây ba anh em bây giờ chuẩn bị bắt đầu. Bây giờ mình lên rừng mình bắt ong. Thấy có giống dân bản địa đây không? Hãy cho anh em một like nha. Đây là anh Thọ nha. Sau lưng đây là anh Thọ, đây là Lý. Đây là không phải giới thiệu Hồ Sen Vlog. Ok, bây giờ anh em mình lên được.
Hôm nay vô tình Hồ Sen phát hiện ra một cái loại cây này rất là nhiều. Các cô chú anh chị cũng đã biết cái cây này nhưng mà ít ai biết cái tác dụng của cái cây này. Hôm nay Hồ Sen sẽ giới thiệu cho các cô chú anh chị, đây là cái cây sùm ngay. Cái cây này có cái công dụng rất là tốt. Nó tốt gấp 4 và 6 lần với cái sữa của mình đương uống. Và là cái chất canxi của ở trong cái cây này nó tốt gấp 30 mấy lần so với canh xương của mình thường ngày. Nếu các cô chú anh chị nào mà đi rừng hay là đi đèo lội suối hoặc người mệt ốm mới khỏe dậy mà muốn học phục hồi sức khỏe rất tốt á, thì lấy cái cây này nấu canh rất là tốt nha các cô chú anh chị. Đây là cây sùm ngay. Mong cái video này giúp ích cho các cô chú anh chị để phục hồi sức khỏe và cho trẻ nhỏ. Đây là nó y à? Nó y à. Đây. Ông đây. Đây là dấu hiệu của ông nó ị ra. Anh Thọ đã phát hiện. Đấy, anh đang nghiên cứu rồi. Theo kinh nghiệm của anh Thọ là bảo là sắp mưa rồi nhưng mà con ong này đương có cái hướng đi ngược lại so với bình thường. Nên bây giờ mình phải tìm hướng đi của nó là. Phải thật sự đam mê và yêu nghề mới làm được. Ừ, Phan anh thôi, em phát hiện cây này. Em hỏi cái cây này có phải là cái cây dây hũ hoa rừng không anh? Nếu mà đây là dây hũ hoa rừng và là mớp đắng á, thì cái cây này công dụng rất là tốt luôn. Anh với Lý chờ em xíu nha. Em chia sẻ lên các cô chú anh chị và biết cái tác dụng cây này. Trước mắt các cô chú anh chị, thì đây là Hồ Sen muốn chia sẻ đến các cô chú anh chị. Đây là những cái trái dại từ trong rừng. Đây còn gọi là khổ hoa rừng, còn được gọi là như là mớp đắng. Thì mệnh danh từ một cái loại thảo dược rất là tốt cho sức khỏe và cho những người mà dạng như đương có tình trạng như là tiểu đường. Thì cây thuốc này từ Đông Y thì biết rằng và là đã là thành cây thuốc rất là nhiều lâu rồi. Được mọc hoang dại tất cả các nơi và cái tác dụng thật bất ngờ đến từ trái khổ hoa rừng này cũng như là mớp đắng nha các cô chú anh chị. Như là rất nhiều cái thành công đã làm giảm bớt âu lo, cái nỗi lo nào cho những ai đang hỗ trợ cho cao huyết áp, như là có cái chứng về tiểu đường, như là gút gì đấy thì cũng rất là tốt. Thì Hồ Sen cũng muốn chia sẻ những cái hình ảnh và những cái tác dụng từ cái trái khổ hoa rừng ở đây trước mắt các cô chú anh chị. Mong rằng cái video của Hồ Sen chia sẻ lên đây để giúp ích một phần nào cho các cô chú anh chị. Ai có những cái Hồ Sen mới vừa nêu trên nha các cô chú anh chị, như là cái trái hũ hoa rừng này thì còn rất là tốt, như gọi là mớp đắng thì các cô chú anh chị cũng biết là nó rất là đắng đúng không? Thấy cái công dụng nó rất là tốt chứ, thấy thế nó đắng thôi chứ để mà mình đưa vào những cái đông y thì hay dùng là làm cái thuốc nha các cô chú anh chị. Như trái hũ hoa rừng này còn giải độc được và tiêu viêm đó. Và sau khi đó thì còn điều hòa được cái huyết áp mà ngăn ngừa cái xương vỡ động mạch, thì như là ngăn ngừa các chứng về như là Hồ Sen không muốn nói đây là ung ca, cũng tránh cho những cái từ như là u biếu hay là thư đó. Thì các cô chú anh chị nếu mà ai có trong những cái tình trạng này thì mình nên sử dụng những cái trái này rất là tốt. Có thể mình ăn sống, xào, nấu, luộc, sắc làm nước uống nha các cô chú anh chị. Và nó hỗ trợ cho cái điều trị như là ai có cái tình trạng như là gút, rồi là điều trị được mụn nhọt nè, hoặc là rơm sảy cho các trẻ nhỏ nè. Đấy. Và có thể là các bệnh về như là đau khớp, xương khớp gì đó, và hỗ trợ điều trị như những anh em nào đương có vì cái tiểu đường. Như là cái mình sẽ ăn cái quả này ăn sống được và xào nấu nướng cũng được. Trước mắt cô chú anh chị thì Hồ Sen sẽ chia sẻ những cái công dụng lên đây, thì mong rằng
cái video này giúp ích cho các cô chú anh chị. Ai mà có cái tình trạng như thế này thì trước đây thì Hồ Sen cũng đã biết rất là nhiều người đã chia sẻ cái quả mướp đắng này gọi là hũ qua rừng đấy, thì mình có thể ăn sống như bình thường, đó là ok, hoặc là nấu canh thì nó có hỗ trợ cho những cái công dụng và tác dụng Hồ Sen mới vừa chia sẻ lên đây. Bây giờ mời các cô chú anh chị cùng theo dõi những cái hình ảnh và video và cái hành trình mà Hồ Sen đi từ núi rừng Tây Bắc và Hồ Sen ghi hình lại muốn chia sẻ lên đây, mong giúp ích một phần nào đến các cô chú anh chị. Bây giờ mời các cô chú anh chị cùng theo dõi. Cao lắm này em ơi. Anh đang nghi là hai tổ. Đây, anh Thọ đang nghi là có hai tổ rồi nè. Đây. Chỗ này không thấy. Không cút. Đây, phát hiện nó nữa này. Mới vậy? Mới luôn. Tuân sven luôn. Đây. Đấy, đây. Quanh ở đây vẫn phát hiện nhưng mà bây giờ gió nhiều quá, mưa luôn rồi người à, mong sao sẽ hết mưa, cố gắng tạnh gió để mình phát hiện ra được không. Đây vẫn phát hiện đây đấy, những cái vết vàng vàng đó như chừng này chứng tỏ là ông ở bên trên à, chứng tỏ nếu mà đi hướng này thì nó sẽ đi thẳng lên đây đúng không anh nhỉ. Đấy, sẽ đi hướng này. À, mong là mình sẽ đánh dấu lên đây, mình sẽ chinh phục được những cái tổ ong này. Vâng, ok, sau một thời gian mưa gió bão bùng cực kỳ to nhưng mà mình cũng phải và anh Thọ và Lý đã tìm ra cái dấu vết và em nói rồi, đã phát hiện em nói rồi, bây giờ đến quay cho cả nhà xem nhé. Đâu anh ơi? Đây anh Thọ đây. Ok. Này. Hiện bây giờ trời vẫn là đang mưa. Giờ anh Thọ đã phát hiện ra rồi. Anh Thọ bảo mình hôm nay. Nè mình xem. À, anh Thọ. Ờ à. Đây rồi. Đấy. Thấy không các nhà? Đấy. Đây đây, đây bây giờ khâu này mới là khâu quan trọng nhất đi các cô chú anh chị ạ. Các bạn ạ. Chú ơi, các cô chú anh chị và các bạn đang xem anh Thọ đang đốt zoom để lấy khối và để mình trèo lên trên đấy và mình bắt những cái tổ ong như thế này. Nhưng đây các cô chú anh chị lưu ý nhé, đây là đừng ai làm theo, và những cái hình ảnh này và những người chuyên gia được có kinh nghiệm rất nhiều năm và chuyên để đi bắt ong như thế này. Ong cây thì rất là cao, ong rất là nhiều và đừng ai làm theo. Và những người như thế này thì các cô chú anh chị cũng biết, anh Thọ là người chuyên gia và bắt ong được vài mươi năm rồi, cho nên là có kinh nghiệm đánh dấu theo từng bước của ong và phát hiện ra ong. Đây là một cái đội ngũ thợ rất là lành nghề nhiều năm cho nên mới bắt dễ dàng như thế này. Thì trước mắt của cô chú anh chị cũng đã xem rồi đấy, Hồ Sen đang chia sẻ lên đây là những cái hình ảnh âm thanh mà mình sẽ quay được và chia sẻ lên đây. Nhưng những cái quý nhất từ thiên nhiên như là mật ong rừng
thì Hồ Sen cũng nhờ anh Thọ và những anh em trong đội ngũ để chinh phục và săn bắt được những tổ ong này để mang về chia sẻ cái công dụng và cái tác dụng sức khỏe từ cái mật ong rừng. Thì nói đến đây thì Hồ Sen cũng xin nhắc luôn, chia sẻ luôn là Hồ Sen có cung cấp những cái loại như là mật ong rừng thiên nhiên và tự nhiên. Thế bây giờ thì anh Thọ anh lên để cắt cái tổ ong này xuống. Đây là những thợ được kinh nghiệm nhiều năm, cho nên là các cô chú anh chị đừng làm theo và cũng đừng nên thử, mặc dù chỉ một lần. Đây cây rất là cao và khó chinh phục. Thì các cô chú anh chị cũng biết, nếu như mà trời mưa ướt quá thì đừng nên leo trèo những cái cây như thế này, và chỉ có mật ong rừng mà người chuyên gia thì họ sẽ làm được thôi. Và cái này rất là mạo hiểm nha các cô chú anh chị. Các cô chú anh chị thấy video này có ý nghĩa và có thật sự ý nghĩa thì các cô chú anh chị đừng quên bấm share và like video này và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất từ kênh của Hồ Sen Vlog nha các cô chú anh chị. Và những cái hình ảnh này thì Hồ Sen muốn chia sẻ ở đây để các cô chú anh chị biết được những người đi bắt ong như là thợ bắt ong ở trong rừng không phải là dễ tìm, cũng không phải như là muốn có là sẽ gặp được ngay đâu, muốn tìm kiếm là gặp được ngay đâu. Mình phải tìm kiếm lần theo dấu vết nhiều ngày và nhìn ngắm phương hướng và đánh theo dấu vết để mới bắt được những cái loại tinh túy nhất ở trong rừng như thế này, những loại cái mật ong quý nhất. Đấy là mật ong nguyên chất từ trên rừng Tây Bắc nha các cô chú anh chị. Đấy, tại sao thì Hồ Sen cũng hay nhắc đến các cô chú anh chị là mật ong rừng hay là ong rừng nguyên chất, thì đây là những cái loại mà ong rừng khó chinh phục ở trên rừng, chỉ có những người thợ rừng mới đấy, chứ các cô chú anh chị biết đấy, những người thợ rừng mới chuyên gia mới bắt được, chứ còn Hồ Sen thì không thể nào mà mình biết được. Nếu như anh Thọ và những anh em không chia sẻ cái kinh nghiệm và bí quyết cũng như là lần theo dấu vết thì hôm nay thì mình cũng không thể nào phát hiện được cái tổ ong hay là bắt được những ong như thế này. Đấy, không phải là mình nhìn mình nói là có ong là trèo lên bắt được ngay, như ở quê mình ở nhà mình thấy thấy có ong kìa trèo lên bắt. Đây nó rất là khó khăn, một cái hành trình rất là gian nan để mình chinh phục và tìm hiểu và tìm và biết nó để bắt nó được nha các cô chú anh chị. Mong cái video này chia sẻ ở đây thì các cô chú anh chị cũng biết đây để Hồ Sen xin phép nhé. Các cô chú anh chị nên thận trọng khi mình đi rừng, thì các cô chú anh chị cũng thấy đó, những thợ này thì chỉ có hun khói thôi, không nên tạo ra lửa. Và lưu ý là những cái khói này mình chỉ bắt ong thôi, bắt xong thì mấy anh em cũng đã dập lửa xong xuôi, mình nên bảo vệ được cây rừng và bảo vệ được cái màu xanh của rừng, mà thận trọng nhất là đừng để cho lửa bén ở trong rừng. Tốt nhất thì đừng ai làm thử dù chỉ một lần, chỉ có để những cái tấp thợ chuyên gia thì họ hành nghề nhiều năm, thì các anh ở đây thì các anh biết để anh làm. Thì khi mình dùng một cái khói để mình bắt được cái ong á, xong rồi mình dập luôn cái lửa, không nên để cái lửa nó có cái ở trong rừng, đó mình gây ra thiệt hại. Các cô chú anh chị lưu ý khi xem video và lưu ý khi đi rừng, mình tốt nhất thì đừng có tạo ra lửa khói quá nhiều trong rừng, vì đó rất là nguy hiểm cho khi bảo quản của rừng, và nên bảo vệ thiên nhiên và cây trong rừng tốt hơn. Và Hồ Sen cũng rất mong các cô chú anh chị đóng góp ý kiến bên dưới. Và Hồ Sen nhắc là một lần nữa là Hồ Sen có cung cấp những loại mật ong rừng thiên nhiên từ trên rừng Tây Bắc này, như là anh Thọ Đương Bắc, về cung cấp cho các cô chú anh chị để các cô chú anh chị tiếp xúc và thưởng thức được những miếng và những giọt mật ong rừng thiên nhiên và tự nhiên trên rừng Tây Bắc. Và Hồ Sen cũng không quên kính chúc các cô chú anh chị đừng xem video thật nhiều sức khỏe và vui vẻ bên gia đình. Và các cô chú anh chị đừng quên bấm đăng ký kênh
và share và like như là chia sẻ video này đến mọi người cùng biết, và mọi người được xem cái trình độ và cái kỹ thuật cũng như là cái kinh nghiệm của mấy anh em thợ rừng để đi bắt ong rừng nha các cô chú anh chị. Đây là Hồ Sen cũng nhờ anh Thọ và những anh em ở trong đội ngũ bắt ong để chinh phục được, chứ Hồ Sen thì cũng không thể nào mà Hồ Sen trèo lên được. Hồ Sen chỉ dưới này Hồ Sen quay và chia sẻ đến các cô chú anh chị thôi. Hồ Sen cũng như giống như các cô chú anh chị nhờ anh Thọ dắt đi và quay video, và các anh em bắt thì mình ghi hình ảnh lại để chia sẻ lên đây thôi, chứ Hồ Sen thì không thể nào chinh phục được. Và Hồ Sen cũng không quên cảm ơn các cô chú anh chị và quý vị khán giả đang xem trên kênh của Hồ Sen. Một lần nữa Hồ Sen xin chào và cảm ơn các cô chú anh chị đã ủng hộ theo dõi hết video này. Thì Hồ Sen có cung cấp những cái mật ong rừng thiên nhiên tự nhiên và những cái cây cỏ lá rừng từ thiên nhiên. Mong rằng các cô chú anh chị sẽ ủng hộ và đóng góp ý kiến bên dưới, bình luận bên dưới, và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất từ kênh Hồ Sen. Và bây giờ xin chào tạm biệt.